Chào các bạn, chúng tôi đã có mặt tại Tân Yên. Tại nhà anh Phi. Có lẽ đây thuộc vào cầu treo Bỉ Nội. Đấy, chụp ảnh lưu niệm một trong các chủ nhân của tác phẩm những cây to trong khu vực. Nếu các bạn đã nhìn thì các bạn đã nhận ra đây là một cây sung mà trước đây tôi đã quay, nhưng nó ở dưới mặt đất, nhưng hiện nay nó được lên chậu và được cắt giật lại. Này chết không nhỉ. Không biết ai để đấy. Xong tưới cây lại lại luôn. Nó rất to. Ông cũng ơi sao tiền ở đây? Có con bé sắp phụ từ người mới đưa 2 cây. À thần đạo cháu gà lên cây không mà sao cũng tưới cây nữa đấy. Hưng đi cầu vô. Rất lớn. Tôi nói là cây sung này nó nhanh ra cái lá nhỉ. Đấy, vừa mới cắt cột cách đây mấy tháng. Thế mà bây giờ nó đã ôm tùm như thế này. Chứng tỏ rằng là có muốn cắt giật nó cũng rất nhanh phải không? Ô tô xe dừa. Hả? 10 bao xe dừa, một ô tô xe dừa. À, một ô tô xe dừa. Thế này mà sau khi lên một cái chậu 5 mét nhỉ? Chậu 5 mét có được không hả chú? Có hết à? Cái chiều này là 6 mét. À, hiện này 3 mét. À, đây giờ 6 mét. Nghĩa là phải làm chậu sau cũng phải 6 mét hả? Đấy. Theo các chuyên gia nói là phải chậu 6 mét. Chiều dài là 6 mét. Chiều ngang 3 mét mới đặt. Đúng là những tác phẩm khủng. Sau khi nó hoàn chỉnh thì có lẽ là một trong các tác phẩm đẹp ở trong khu vực. Cũng có 3 cành. Sao? Hai tay một ngọn hả? Chứ ba cành. Cứ gọi là ba cành đi. Nhìn. Yeah. Đây chắc là như cành này. Cành rơi mới ngọn thế thôi. À. Thấp, đẹp. Ý là định chỉ làm ba cành thôi phải. Đây cái cành là cành rơi phải. Và cái cành là cành bay. Tay 1, tay 2. Tay 1 là cành bay ấy phải. Ý là như thế gì? Trước kia là uốn thế là giật như thế. Đúng rồi. Với ý tưởng là một tay bay và một tay rơi. Tay rơi rất to. Này mấy anh em tay thì nhiều lá lắm. Đúng là làm theo đúng ý tưởng. Cái máy. Một tác phẩm lớn. Nói mày hiểu ngay, nói xinh, nói vậy. Nói đéo lắm. Và anh em thì còn đang tập trung ngắm một cây rất dài, tác phẩm. Tác phẩm này cũng đẹp đấy nhỉ, anh Trọng nhỉ. Hả? Cây này cũng có giá trị, chỉ biết như thế thôi. À, theo hả? Theo anh Trọng nói, cây này cũng có lẽ là cây đắt. Một trong các cái tác phẩm cũng ba thân nhỉ. Yeah. Có phòng anh Trọng? Đây gọi là ba thân đâu? Được. Giáng làng. Giáng làng có gì hả? Giáng làng, ba thân. Được. Theo anh nói là giáng làng là chính, nhưng mà cũng có ba thân. Chuyên gia Dũng ơi, thế chỉ gọi là dáng làng hay gọi cái gì bây giờ cái này? Đấy, ba thân đây phải không? Thế mà anh ấy cứ kêu thứ gọi dáng làng. Đấy, lúc đấy tôi có ý kiến là tất cả cứ gọi là dáng làng. Mình bảo mình bảo cây này có ba thân thì anh ấy nói dạ, ông cứ làm đi, ông cứ làm ạ. Sau trong vậy anh ở trong khi về nước nhà trong. Vâng.
xem chừng ông cất tiền đi. Ôi giời, có mấy chục rồi. Mấy chục cứ đấy quá. Nhưng mà để đấy sau nó quên mất. Ừ, ông cầm những cái vâng. Sau đó. Trẻ con thôi. Vâng. Vừa bán chất vụ nhưng mà. Vâng. Vâng. Những cái đấy mình để nó còn không không làm gì được, nó còn đáo vào chân. Với một ý tưởng ký trên đá một cây ba vai, rõ ràng là có thân cao thân thấp rõ ràng. Mua 6 rồi mà bà chân nó quý đá lại dễ nhất bám móng khó mà nó lơ đi rồi à, theo các anh ấy nói là bằng một con xe Fortuner, không biết là thế nào. Thế nếu một con xe Fortuner thì anh Trinh có đổi không? Anh Trinh? Hả? Anh ơi, em không có ô tô để đổi, nếu có em vẫn đổi. À, có là em đổi. Đổi rồi. Thế thì bằng thóc, thóc lúa. Nếu có thì vẫn đổi. Đấy, ô tô thì mua thì rất tiện, mua cây hơn khó. Ô tô thì có khi nếu mua mới thì có khi trong vòng một ngày xong. À, anh em cũng đánh giá rất cao về tác phẩm này. Đẹp hả? Con này giờ nó vẫn nhất khu này, nhất khu. À, nhất khu phải. Nhất. À. Sông với con này nó vẫn là nhất của cổ kỳ. Theo các anh nói là trong khu này, khu Tân Yên thì cây này cũng là cây nhất khu. Xa xa kia một tháp chuông rất cao. Không biết là nhà thờ gì. Nhà thờ xứ Bỉ ấy. Nhưng mà xứ Bỉ à? Sứ nghĩa là lớn hơn. Không phải, mà sứ là nghĩa là lớn hơn. Sứ là lớn. Sứ là lớn. Nó cả bao gồm cả một khu. À. Con này ngày xưa nó thành thành dáng như thế rồi sao nó phá rồi. Đâu nó chỉ có thế này. Những cây xanh truyền thống. Cái thân nhìn thấy mấy cây mầm ở dưới nằm mấy cây mầm sao nằm nước một xung quanh. À, thì không có gì đặc biệt lắm nên tôi cũng quay lướt. Như vậy là các bạn được ngắm nhìn một là tác phẩm sung. Lấy đúng 1 tỷ đi. Cây nào? Hai cây này mà lấy 1 tỷ à? Lấy của anh Nghĩa là thượng nhé. Hóa ra là tôi cũng nghĩ là cũng bình thường. Thế hóa ra mà các anh ấy nói là hai cây này cũng đã lấy 1 tỷ. Nhưng mà cái năm nào thôi chứ mà? Còn năm 2011. À, 2011 thì nhiều cây đắt. Và tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.